Sharon Tate, bi kịch hôn nhân của Marilyn Monroe thứ hai và cái kết đau thương rúng động nước Mỹ. Cuộc đời Sharon Tate chính là lời cảnh tỉnh đến những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp. Cái chết thảm khốc của người đàn bà đẹp nhất nhì Hollywood trong vụ thảm sát rúng động nước Mỹ gây lên trong lòng người hâm mộ một nỗi buồn, sự tiếc thương sâu sắc cho người phụ nữ chỉ vì yêu sai người mà hỏng cả một đời. Hoa hậu nhí Texas và vết sẹo tâm hồn 57 tuổi. Sharon Tate sinh ngày 24 tháng 1 năm 1943. Ngay từ khi mới 6 tháng tuổi, bà Doris, mẹ của cô, đã đăng ký cho cô con gái xinh đẹp tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Mục đích ban đầu của Doris chủ yếu là để con có bạn bè và bà cũng trở nên bận rộn hơn, chứ hoàn toàn không nghiêm túc muốn con gái dấn thân vào con đường showbiz. Ai ngờ ngay trong cuộc thi đầu tiên từ ngày mới 6 tháng tuổi, Sharon đã đạt vương miện hoa hậu sơ sinh của Dallas vào mùa hè năm 1943. Mẹ của Sharon tin rằng đây chính là con đường sáng lạn cho tương lai của con gái. Sharon sau đó còn tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp ở châu Âu và liên tục giành chiến thắng rồi mới quay trở lại Mỹ, bước đầu đặt nền móng cho tham vọng trở thành Marilyn Monroe thứ hai của Hollywood. Là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp và luôn nhận được sự chú ý của đám đông, Sharon Tate luôn cho thấy tham vọng được nổi tiếng của mình. Năm 1960, Sharon Tate được xuất hiện trên trang bìa tạp chí quân đội Mỹ Stars and Stripes trong một tập trong TV show The Bad Pony Travis Sharon được quay tại Venice. Tate sở hữu bộ phim đầu tay ngay một năm sau đó, dù khi ấy mới 19 tuổi. Mẹ của Tate đã cho phép một nam diễn viên đồng nghiệp của con gái, Jack Palacy, đưa cô đi hẹn hò. Ngoài ra, Sharon còn trải qua mối tình chóng vánh cùng tài tử Richard Bemer sau khi gặp anh tại một phim trường ở Verona. Mùa hè năm 1961 chính là khoảng thời gian cuối cùng Sharon bám trụ lại Verona trước khi cô gặp được cơ duyên phát triển sự nghiệp điện ảnh. Bố của Sharon đã quyết định đưa cả gia đình tới vùng ngoại ô Los Angeles sinh sống. Vụt sáng trên bầu trời Hollywood. Những ngày tháng đầu tiên chạm chân tới Los Angeles, hợp đồng đầu tiên của Sharon nhận được là trở thành gương mặt đại diện của một hãng thuốc lá. Sharon từng chia sẻ, bố mẹ tôi vô cùng nghiêm khắc nên tôi vốn chẳng biết thuốc lá là thứ gì. Chính vì thế, trong lần đầu tiên chụp hình, đã có người tới hướng dẫn tôi từ đầu đến cuối, từ cách cầm điếu thuốc cho tới cách biểu cảm mê ly sau khi rít một hơi thật dài. Nhưng chính hình tượng gắn liền với điếu thuốc khiến Sharon càng khó khăn trong quá trình tìm kiếm cơ hội, bởi hình tượng mà người Mỹ ưa chuộng trong những năm 60 là những cô gái rạng rỡ, lạc quan và có chút ngoan hiền. Cuối cùng, cơ hội chuyển mình của Sharon Tate cũng đến vào năm 1963 khi đạo diễn Martin Rasselhoff phát hiện và nhìn ra tiềm năng của người đẹp này. Ông ngay lập tức soạn thảo một bản hợp đồng trị giá 7 năm và nói với Sharon một câu nói đầy thuyết phục: "Baby, chúng tôi sẽ biến em trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời Hollywood." Dĩ nhiên Tate đồng ý ngay lập tức. Ngay từ giây phút đó, cuộc sống huy hoàng, xen lẫn bi kịch của Sharon Tate chính thức bắt đầu. Cô gái trẻ nhanh chóng chuyển hẳn vào studio của Hollywood, nơi sản sinh ra những minh tinh huyền thoại như Marilyn Monroe, Rita Moreno, Kim Novak. Năm 1965, Tate được giao vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên với bộ phim Eyes of the Devil. Sở dĩ vai diễn vào tay nữ diễn viên trẻ là bởi vì minh tinh Kim Novak bị tai nạn và không kịp bình phục để tiếp tục quay. Chính Sharon lúc này đã dần trưởng thành và bớt mơ mộng, nhận ra khả năng diễn xuất chưa đủ thuyết phục để được giao những vai diễn trong các bộ phim lớn. Cô bắt đầu chuyển hướng sang những bộ phim vừa tầm. Quyết định khôn ngoan này đã ngay lập tức phát huy tác dụng. Vai diễn Jennifer North trong bộ phim tâm lý nhẹ nhàng Valley of the Dolls được nhận xét là Donnie đóng giày cho Sharon Tate đã đưa cô lên đỉnh cao của danh vọng, mang đến địa vị mà nữ diễn viên hằng mơ ước. Bi kịch hôn nhân vì lao đầu vào tình yêu mù quáng. Tiến vào Hollywood với kinh nghiệm diễn xuất chỉ là một con số không tròn trĩnh, đạo diễn Rasselhoff đã gửi Sharon đến Actors Studio để trau dồi thêm khả năng. Nhưng người đẹp trẻ tuổi sao nhãng việc học hành để lao vào cuộc tình đầy lãng mạn cùng nam diễn viên gốc Pháp Philippe Fouet. Thậm chí, hai người còn đi đến quyết định đính hôn. Sự tự tin và nổi loạn của Sharon đã giết chết tình yêu này một cách nhanh chóng. Fouet sau này còn đưa ra chứng cứ chứng minh ông từng bị Sharon tấn công bằng một mảnh chai vỡ. Khi câu chuyện lùm xùm đến tai, ông bầu Rasselhoff đã buộc Sharon phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Lựa chọn cuối cùng của nữ diễn viên đã nghiêng về phương án thứ nhất. Nhưng giữ mình chẳng được lâu, Sharon lại lao vào những cuộc tình khác. Đầu tiên là tài tử Stevie M. Seguin, rồi đến thợ làm đồ nổi tiếng Hollywood Jay Sobring. Một lần nữa, Sharon lại quyết định đính hôn. Mọi chuyện gần như ván đã đóng thuyền, tình yêu của minh tinh và Jay Sobring cũng đủ yên ả và ngọt ngào. Nếu Sharon quyết định cập bến tại đây, thì có lẽ cuộc đời cô đã rẽ theo một hướng khác tươi sáng và tốt đẹp hơn. Cho đến một ngày, sự chú ý của Sharon đổ dồn vào vị đạo diễn đào hoa Roman Polanski, vốn được biết đến là tay sát gái bậc nhất Hollywood thời bấy giờ. Hôn nhân giữa Sharon và Jay ngay lập tức bị trì hoãn khi cô nhận ra Polanski sở hữu tất cả những điều mà cô khao khát ở người đàn ông của cuộc đời mình: quyền lực ngất trời, danh tiếng vang dội, ngoại hình phong nhã và đặc biệt biết cách lấy lòng phụ nữ. Nhưng tưởng từ đây, sự nghiệp của Sharon sẽ lên hương chóng mặt với những vai diễn đắt giá.
Nhưng không, Sharon cũng được Polanski ưu ái giao cho vai chính, song đó chỉ là những tác phẩm phim nóng gia đình. Khán giả chẳng có ai khác ngoài những người bạn thân thiết được Polanski đặc biệt khoe khoang. Mặc dù biết rõ bản chất của Polanski, nhưng Sharon Tate vẫn quyết tâm mù quáng, chạy theo tiếng gọi của tình yêu và khao khát được kết hôn cùng ông. Hai người chính thức lên xe hoa vào năm 1968. Sharon Tate chính thức bước cả hai chân vào nấm mồ hôn nhân bởi Polanski chẳng khác gì thần chết. Joanna Bettet, một người bạn của Sharon Tate đã tiết lộ, mỗi lần cùng Polanski xuất hiện trước đám đông, Sharon chỉ có thể đứng im thiên thiếp để quan sát thái độ của chồng. Cô thực hiện tất cả những gì chồng yêu cầu, từ cách ăn mặc, trang điểm cho đến từng cử chỉ, câu nói. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi Polanski ép Sharon phải phá thai chỉ vì ông không muốn gánh trên vai trách nhiệm của một người cha. Vì Sharon trái lời chồng, nhất quyết giữ con mà mối quan hệ giữa hai người trở nên rạn nứt. Trong khoảng thời gian này, Sharon bị bỏ mặc tại Mỹ, còn Polanski thì trở về London tiếp tục cuộc sống trụy lạc. Ông công khai gian díu với nữ danh ca Marjorie Philip và đưa vô số phụ nữ về nhà. Mùa hè năm đó, Polanski đối xử với vợ chẳng khác gì rác rưởi. Thậm chí, nam đạo diễn còn lăng mạ Sharon trước đám đông khi cô đưa ra ý kiến cá nhân. Đến khi Sharon im lặng, ông lại cười khẩy gọi cô là con mụ câm. Cho đến lúc này, Sharon Tate không còn chịu đựng nổi và quyết tâm để đơn ly hôn người chồng vô tâm và bạc bẽo. Chỉ tiếc rằng, nữ diễn viên còn chưa kịp hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân, cô đã trở thành một nạn nhân của vụ thảm sát nhầm người gây chấn động toàn bộ nước Mỹ năm 1969. Cái chết đau thương gây rúng động toàn nước Mỹ. Charles Manson là con trai một người phụ nữ hành nghề mại dâm. Y là kết quả của một lần lỡ làng giữa mẹ của Y và một vị khách làng chơi nào đó. Ngay từ nhỏ, vì thiếu đi tình thương từ gia đình, hắn dần trở nên đổ đốn và phá phách. Sở hữu chỉ số IQ cao nhưng chưa bao giờ Charles Manson suy nghĩ đến việc dùng bộ não để làm việc lương thiện. Thay vào đó, Charles Manson có tham vọng muốn tạo ra một giáo phái riêng của riêng Y, tuyên truyền những tư tưởng lệch lạc để thu hút những thanh niên cá tinh, bất mãn với xã hội, đặc biệt là các cô gái. Đó là cách mà Charles thành lập nên nhóm tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Charles Manson chọn 4 người gồm Ted Watson, Susan Askin, Patricia Karen Winkle và Linda Kasabian, được gọi là nhóm gia đình Manson. Tối ngày 8 tháng 8 năm 1969, dưới sự chỉ đạo của Manson, Ted Watson đã dẫn theo Susan, Linda cùng Patricia đến căn nhà thuộc quyền sở hữu của nhạc sĩ Terry Meacher và ra lệnh cho đồng bọn tàn sát tất cả những ai có mặt trong đó một cách dã man nhất có thể. Terry Meacher vốn là một nhạc sĩ tài năng, từng từ chối thu âm cho băng đảng Manson. Đó là lý do chính khiến ông bị Charles Manson ghi thù. Charles quyết định tạo ra một bể máu để trút giận và đối tượng không ai khác chính là gia đình Terry Meacher. Charles từng bước thực hiện kế hoạch của Y mà không hay biết rằng căn biệt thự vốn đã được đạo diễn Polanski thuê lại. Tối ngày hôm đó, Sharon Tate trở về nhà cùng 4 người bạn, trong đó có tình cũ Jay Sherin, còn Roman Polanski vẫn mắc kẹt tại London vì gặp khó khăn trong việc xin visa về Mỹ. Băng đảng Manson nhanh chóng đột nhập được vào nhà, chúng dụ tất cả các nạn nhân vào phòng khách và bắt đầu thực hiện hành vi độc ác. Ted Watson trói Sharon và Jay lại cùng nhau. Ngay khi Sherin có hành động phản kháng, Ted đã nổ súng, bắn anh tử vong ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đâm liên tiếp nhiều nhát vào xác của Jay để xả giận. Những người khác cũng không tránh khỏi số phận bi thảm. Được biết, Sharon Tate đã quỳ xuống cầu xin những tên sát nhân hãy mang cô đi, để cô sinh hạ được đứa con sắp chào đời, rồi hắn tùy ý đánh giết, bởi ngày xảy ra vụ thảm sát chỉ còn cách ngày sinh đúng 2 tuần. Đáng tiếc, yêu cầu của Tate không được chấp nhận, cô bị đâm tổng cộng 16 nhát vào khắp nơi trên cơ thể. Cảnh sát cho hay, Tate đã tử vong ngay sau giác dao thứ 5, nhưng tên sát nhân vẫn quyết không chịu dừng tay. Sau đó, nữ minh tinh bất hạnh, còn bị những kẻ máu lạnh treo cổ trên trần nhà. Bên trong cảnh sát còn nhìn thấy dòng chữ Helter Skelter cũng được viết bằng chính máu của các nạn nhân. Số phận hẩm hiu của Sharon Tate đã trở thành niềm cảm hứng vô tận cho các nhà làm phim. Người đời sẽ nhớ về cô nhiều hơn như một nạn nhân xấu số của vụ thảm sát nhầm người, nhưng vẻ đẹp của nữ minh tinh vẫn mãi là một tượng đài khó lật đổ tại kinh đô điện ảnh Hollywood.